đau đớn như lâm chua, ngồi với anh tối ngày. À, trước đi được phải không, đi giờ đi không được. Dạ ông đâu bà? Hả? Ông đâu? Chết lâu rồi. À, ông mất rồi. Giờ tôi cũng giá cho tôi chết mà chết người chua. Có ai đâu lo. Có nghĩa là nó đau quá hay sao bà? Đau đớn lắm. À, lên đây nè, thở không được luôn. À, ôi trời, cái bụng nó to. Thở không được chú ơi, giờ có nghĩa là giờ thở không được luôn. Ơi, mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Cần Giuộc, Long An các bạn. Thì ở đây mình được biết về có một hoàn cảnh của một bà lão các bạn. À, thời gian gần đây cứ liên tục gọi điện cho mình. Thì cô nói là cô bị bệnh nặng lắm nhưng mà trong người thì đau bệnh mà lại không có tiền để uống thuốc các bạn. Cho nên là cứ gọi điện cho mình do đau quá hay sao mà cô khóc liên tục các bạn. Cứ mỗi lần gọi là cô lại khóc, cô nói cứu cô với. Cô không có tiền để uống thuốc, cô không có tiền để đi chữa bệnh các bạn. Cho nên là hôm nay mình ghé lại đây để mình thăm cũng như tìm hiểu về hoàn cảnh của cô để chia sẻ cũng như giới thiệu đến tất cả các bạn về hoàn cảnh của cô đó. Thì theo như mình nhìn thấy thì cô ấy, hai cái chân của cô ấy, các bạn, thì nó sưng to lên các bạn, nó như thế là cái cây cột điện ấy. Cho nên là mình nghĩ là không biết là cô bị cái gì nhưng mà chắc là đau lắm cho nên là cô mới gọi điện cho mình, cô khóc như vậy các bạn. Thế bây giờ mình sẽ dẫn mọi người vô trong đây để hỏi thăm cô nha. Đây là không biết là nhà cô hay là nhà người ta. Mấy đứa nhỏ đang học bài à bà? Mấy đứa học bài hả? Học online hả? À, của chân bà bị sao đấy bà? Có nghĩa là giờ nó bọng nước ở trong người hả? Có nghĩa là cái chân này giờ nó bị bọng nước ở trong luôn đúng không? Mệt lắm hả? Mời nhỏ đi con mấy đứa ơi. Rồi rồi nó bị lâu chưa bà? Mới tháng mấy, 2 tháng nay. À, mới tháng mấy, 2 tháng nay là nó sưng dữ vậy hả? Không có tiền uống thuốc. À, không có tiền uống thuốc. Rồi ta cho nó mở thở oxy được 5 bình rồi hết tiền luôn. À, mệt thở oxy hả? Người ta nói là bị bệnh gì bà? Phù gì á. Phù, trời ơi, cái tay bà sưng này. Sưng hết trơn luôn. Nó sưng rồi, nó bỏng giống là con nước ở trong á. Có. Nó sưng dữ rồi trời. Trên dưới này thì nó cũng sưng quá trời rồi, sưng lên này. Nhiều lắm. Bất chêm lum la. Vậy là mới bị khoảng độ 2 tháng nay thôi bà? 2 tháng. Rồi đi bác sĩ nói là bị bệnh gì mà không biết luôn hả? Bây giờ có tiền nhập viện, hôm vô có chịu. Cho mình nằm dưới kêu nhập viện có tiền nó không về. À, có nghĩa hôm vừa rồi là đi nhập viện nhưng mà có 1 triệu thôi. 1 triệu đâu có tiền. Rồi xong bắt đầu là đi về. Bác sĩ kêu về, đâu có tiền đâu chuyển phòng. À. Chứ nhờ nhỏ em trên thành phố á, chỉ dẫn chú chứ không có biết. Thế bà cháu nói bà tên gì được không? Trần Ngọc Bon. Trần Ngọc Bon. Sinh năm 59. Sinh năm 79 rồi cơ? 59. 59. 59, 60, 40, 40 là 60 mấy tuổi hả? 60 mấy tuổi rồi. Dạ, dạ, dạ. Rồi nhà đây là nhà ai bà? Nhà của thằng rể, vợ đỡ thôi. À, ý là nhà có con rể hả? Nhà không có chú ơi. Đây là cháu bà đây hả? 4 đứa cháu nhỏ xíu à, có đứa con. 4 đứa cháu? 4 đứa cháu tí nì à. Dạ, dạ. Đứa gái là mẹ trai. À, đây đây đó, xí xì à. Con gái thì đi làm với trai. Con gái làm với trai. Rồi là bà bị cái này là được 2 tháng chưa? 2 tháng coi. Rồi giờ trong người nó là sao bà? Mệt. Nó mệt trong người hả? Nó ý là nó đau, nó nhức hay hả? Mệt lắm, thở không được. Có nghĩa là thở không được này. Đau đớn như lâm chua, ngồi với anh tối ngày. À, trước đi được phải không, đi giờ đi không được. Dạ ông đâu bà? Hả? Ông đâu? Chết lâu rồi. À, ông mất rồi. Giờ tôi cũng giá cho tôi chết mà chết người chua. Có ai đâu lo. Có nghĩa là nó đau quá hay sao bà? Đau đớn lắm.
lên đây nè, thở không được luôn. À, ôi trời, cái bụng nó to. Thở không được chú ơi, giờ được. Có nghĩa là giờ thở không được luôn. Bởi cầu cứu chú thương tình đó, đi bệnh viện. Dạ, bà kéo cái áo xuống đi bà. Không có tiền uống thuốc, là coi là nó đau nó nhức mà không có tiền uống thuốc luôn. Đâu có ngàn nào đâu chú ơi. Không có một ngàn nào luôn á. Con lượm đủ ăn không à? À, con thì đi lượm mấy chai cho nên là chỉ đủ ăn thôi. Chứ không có dư giả gì cho nên nó không có tiền mua thuốc cho bà luôn. Không. Vậy tôi nhờ như em thành phố nó mới thiệu chú. Dạ, dạ, dạ. Đi vậy mà không uống thuốc thì nó đau lắm à? Đau nhất. Tay giờ nó làm gì này? Cái tay chỗ này nó giống kiểu nó nước, còn không là nước à? Nhiều lắm. Dạ. Lạnh đó chứ, lạnh nó bằng đêm lạnh đêm. À, đêm nó lạnh dữ lắm hả? Thì người ta nói cái bệnh này là bệnh gì bà? Nó phù gì không biết, không biết. Bị phù nề hả? Rồi là con cái bà đâu hết rồi? Con đứa một á. À, là con gái hả? Con gái, bố đứa cháu đi đi à. À. Thịnh đâu Thịnh? Có nhỏ xíu vậy đó. À, đây là mấy đứa nhỏ nhỏ này là con của của nhỏ gái bốn đứa con. Rồi con cô đi lượm ve chai rồi à? Lượm ve chai, biết yeah. Đi con kêu có về luôn. Ừ. Được kêu rồi. Dạ. Yeah. Rồi điện mẹ cái coi rồi Thịnh. Rồi không cần đâu bà. Rồi trước đó bà làm gì bà? Đi mua ve chai. À, bà cũng đi mua ve chai. Rồi con gái cũng đi mua ve chai luôn. Mệt chú ơi. Bây giờ là bệnh là không có tiền để mà mua thuốc. Không có tiền. Mình sống ở đây lâu chưa bà? Mới về đây à, còn đây đã lâu. Rồi trước bà kia, bà ở đâu? Trước ở quận 7 á. À, trước bà ở bên quận 7 hả? Quận 7 mà ở ngoài vườn quán phê người ta đâu có nhà chú ơi. À. Bên giờ mới về ở. Có nghĩa là ngày trước là bà sống ở trên Sài Gòn, bà đi lượm với trai. À. Rồi bắt đầu là khi mà bệnh thì bà mới về đây. Đây là nhà của con rể. Ở đỡ thôi chú ơi, đâu ở luôn được đâu. Dạ. Cái bệnh này mà không đi chữa là càng ngày nó càng nặng này. Không có tiền chú ơi. Con cái đi giờ bốn đứa con này sao mà đủ sống? Đã bốn đứa con đó. Dạ. Có đứa con duy nhất thôi. Rồi con rể làm gì bà? Rể cũng đi mua đồ món cho trai đó. À, cũng đi mua luôn. Mới gì tới mua không có đồ. À. Là cũng đi mua đồ về chai phế liệu. Từ hôm bữa nay là bà mới đi bệnh viện có một lần thôi hả? Đi vô có 1 triệu nộp. À. Nộp xong cho thở oxy. À. Bác sĩ nói chở bà cụ về rồi cụ chết mà đâu có chết đâu. À. Cứ trong chết nó trường không chết chú ơi. À. Có nghĩa là bác sĩ nói là về là chết hả? Bà không có chết. À, bà không chết hả? Giờ trong người bà nó đau kiểu gì bà? Bây giờ nó mệt. Nó mệt nè. Tay chân đau nhất. Tay chân thì đau nhất nè. Cái nó mũi nhiều khi thở không được. À. Thở cũng không được mà ví dụ như thế là... Tớ ngủ ngồi không mà chú không có nằm chú ơi. À, bà nằm trên cái xe này luôn hả? Ngồi vậy luôn là gục nè. À, ngồi vậy ngủ luôn. Mà không ngủ được nữa. À. Chân càng ngày nó càng sưng bự. Sưng bự lắm. Bác sĩ cũng không nói là bị bệnh gì luôn, chỉ nói là phù nề thôi bà. Nói có tiền chị cũng như mới đầu vô là cấp cứu. À. Chứ chuyển phòng đâu có tiền đâu về. Dạ. Chuyển mà phòng chứ có lẽ hết không có tiền. Bây giờ trong giờ nước không à? Nhiều lắm nữa. Dạ. Con cái giờ cũng có khổ chứ cũng không có tiền giờ. Khổ không à? Giống kẻ bệnh nhưng mà phải chịu trận đấy. Nhà là giống kiểu ba đời làm nghề ve chai. Mẹ cũng làm ve chai, con rể cũng làm ve chai. Trang. Con ruột cũng làm ve chai. Chai hết. Dạ. Tôi gái hôm tôi bệnh dịch tôi chết tôi mừng không có bệnh dịch. Nghĩa là bà nói là bà nhiễm bệnh rồi bà chết luôn. Mà không có nhiễm. Dạ. Từ ráng uống thuốc vào nó cũng khỏi vậy. Bây giờ không có thuốc uống luôn hả bà? Không có. Cứ là... mẹ không con? Trong nhà không có thuốc uống luôn hả? Cứ mẹ không?
đâu có đâu nhóm nhất á. Mới đây mấy tuổi mà em, bao nhiêu tuổi mà? Tôi ba mấy tuổi chú. Ba mấy tuổi, bốn đứa con rồi. Bốn đứa con á. Thì chị em hỏi thăm là bà mình đấy là bị lâu như gì? Lâu rồi, bệnh khác rồi, mới đây 2 tháng à. À. Bị tiểu đường lâu rồi, mà anh này chân cẳng nó sưng là mới đây. À, trước đó là bị tiểu đường. Dạ. Rồi sưng lên là mới gì đây? Dạ, dạ. Thì ngồi kế bên bà đó. Không được ghế chú ngồi không? Dạ, dạ, được rồi, chị cứ ngồi đi. Rồi đưa bà đi bệnh viện thì bác sĩ nói sao chị? Đưa bà đi bệnh viện này nói đứa đường nó hết là bây giờ nó qua nặng rồi. À, có nghĩa là giờ nó qua thận xong là suy thận luôn à? Cái này có khả năng là do thận nó không lọc được xong bắt đầu mới ứ nước rồi đúng không? Vậy là giờ sao không đưa bà đi bệnh viện? Có nghĩa là gia đình giờ khó khăn quá cho nên là không có tiền để đưa bà đi bệnh viện. Thì có uống thuốc uống men gì không? Rồi không có tiền để mua thuốc uống luôn. Chân bà sao bị mất ngón hồi nào đấy? Bị tiểu đường á. À, bị tiểu đường xong là cắt hả? Cưa mấy năm rồi. À. Không có cả tiền mua thuốc luôn. Cái bà ở trên quận 7 bà về lâu chưa? Mới về đó. Mới về 2 tháng nay á hả? Còn trước đó ở trên quận 7 là cũng đi lượm với trai. Này giờ giống rồi, nó qua thận xong bắt đầu nó suy thận luôn rồi. Dạ. Suy thận xong bắt đầu nó mới ứ nước lại. Dạ. Không có tiền để nhập viện luôn. Bác sĩ kêu chuyển phòng đâu có tiền đâu. À. Hôm vừa cấp cứu 1 triệu hết rồi. À, có nghĩa là đi bệnh viện là trong túi người chỉ có 1 triệu thôi. Sau đó đi hết triệu đấy là về. Hết rồi về. Đâu có tiền chuyển viện chứ. Chị chuyển phòng á. Đây là bệnh mà không có tiền mua thuốc, không có tiền đi bệnh viện. Nhà mình là cả hai vợ chồng làm ve chai cả chị. Đây là nhà mình luôn. Nhà thuê. Nhà thuê hả? Dạ. À. Đây thuê nhiêu tiền tháng chị? Dạ thuê tháng 1 triệu. Tháng 1 triệu hả? À. Mình mướn đây lâu chưa? Lâu rồi. Không đi làm ve chai luôn. Dạ, đau chứ đau chịu sao nổi rồi. Đâu chịu nổi chú ơi, về là tối ngày. Ừ. Rồi bà có uống thuốc giảm đau không? Cô không uống luôn hả? Phải đi bệnh viện, tôi mới bán hoài, tôi đâu bán. À. Về đâu dám bán. Tôi có bán thuốc mình. À. Mà đâu có tiền bệnh viện đâu. Tay giờ càng xuống giảm nước không à? Này là do là thân nó ứ nước lại, cho nên nó không lọc được á. Không uống nước chú ít đó. Dạ. Mà chú uống ngày 5 lít có, giờ nó uống nước rất nhiều á. Dạ, dạ. Từ lúc nay sưng mai sưng. Dạ dạ. Cái này là do thận nó bị hư rồi, giống kiểu hư thận á, xong bắt đầu nó bị ứ nước lại, nó không có lọc được á. Chủ thứ bệnh. Vô trọng cái cấp cứu xong kia chuyển phòng, chuyển viện phòng. Dạ. Đủ tiền chuyển quay về. Nằm bệnh viện gì đó. Là mình từ bệnh viện về lâu chưa cơ? Mới đây mà. Nằm bệnh viện ở bên quyện Bình Tân. Đêm lắm á chú ơi, không có tiền đêm lắm. Đợt trước thì Quý Phương có tiền người ta đuổi về. À. Có nghĩa là đi bệnh viện nhưng không có tiền là người ta đuổi hả? Giống như người ta trả về ấy đúng không? Đóng tiền tạm ứng mà không có tiền xin về chứ. À. Có nghĩa là kêu nhập viện nhưng mà đóng tiền tạm ứng là không có. Rồi đi về. Nó bút lắm hả bà? Bút nó lạnh, nó lạnh từ đục xương nó lạnh ra. Là chị bốn đứa con luôn hả? Dạ bốn đứa. Hôm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em Tết hôm nay nó 39 tuổi. 39 tuổi. Chắc lấy chồng cũng sớm rồi, con nó cũng đông ha.
Rồi bà bị như vậy mà mua thuốc người ta không bán hả? Mua thuốc giảm đau mà. Mua thuốc ta không bán. Đau bả là phải đi khám, có to thuốc ngoài thường ra mới mới bán thuốc bà uống chứ người ta mới bán lại bạn. Còn không là lên khám lấy thuốc thôi chứ đừng có khám không nhập viện, lên khám mình lấy thuốc thôi. Mình lên khám mình lấy thuốc về. Bả bệnh của bả giờ vô là ta cứ nhập viện không à. Nhập viện vô là ta cứ nhập viện. Giống kiểu bị nặng rồi. Dạ, có bả bệnh nặng nên đâu xin đi khám mà xin ta thuốc về mua thuốc ta không chịu. Dạ. Cái bệnh này giờ phải nhập viên. Dạ. Nhập viện để người ta giống kiểu là ta gọi cho nhập viện không à, có tiền. Cái này giờ phải nhập viện xong rồi lọc thận á. Lọc thận là nó mới khỏi, nhưng mà giờ cũng không. Bác sĩ có nói là cái chi phí chữa cho bà hết nhiều tiền không chị? Nghe nói mấy chục. Bây giờ như em chị chú tôi mừng quá. Cái này mà phải đi lọc thận thì mới được. Suy thận, lọc thận. Đấy em đoán vậy thôi chứ không biết là bác sĩ khám thì như thế nào thì em biết. Tại em thấy những người mà bị như vậy á thường. Mấy chị đây nói là đi giờ đi lọc thận cho bả là nghe nó tới hai mấy triệu gia đình quá khó khăn luôn, ví dụ như năm ba triệu thì nó không đến nổi, tụi em như đi xin gom góp được nhiều quá tụi em không có khả năng luôn. Ví dụ như dăm ba triệu thì có khả năng đi vay mượn nó kia được đúng không? Dạ, ví dụ như xin bà con đồng họ gì hay là mượn đỡ rồi chừng nào mình trả lại thì được, ví dụ 5-3 triệu được, còn mà nhiều quá thì tụi em cũng có khả năng nữa. Có nghĩa là bây giờ làm sao mình vay mượn nó mà mình cứ lên mình cho nhập viện trước hay xong rồi mình tính sau không được? Sao vậy? Vô rồi đóng tiền liền. Đóng tiền luôn. À, dạ. Vô cô cấp đóng liền, rồi cái chuyển phòng đóng liền. Đóng mười mấy triệu luôn hả? Rồi ông đau bệnh tật mà không có tiền thì thua. Không tiền chú ơi, khổ quá trời. Tưởng là ví dụ như mình lên mình cứ nhập viện xong bắt đầu mình có nhiều mình đóng nhiều xong bắt đầu xong mình không lên được, tiếp. Chưa đóng. Khi mình bây giờ bệnh quá nặng rồi vô nhập viện là lọc thận đấy anh nói đó. Có nghĩa là lên cái là lọc thận liền. Dạ đúng rồi, mười mấy triệu. Nhưng mà theo nghĩ nếu mà lọc thận thì bà vẫn khỏe chứ không phải đến nỗi không? Dạ. Nếu mà lọc được thận nữa là sẽ khỏe lại. Còn nếu mà cứ để nguyên vậy là nguy hiểm lắm. Căn bản là do không có tiền thôi. Dạ, không có tiền để mẹ vậy chứ có tiền không để mẹ bây giờ xoay sở thì dăm 3 triệu thì được, còn nếu mà hơn quá không có nữa. Ủa chị có xài số điện thoại hay là số điện thoại của chị số bao nhiêu chị? Gọi của em 0908 0908 549 834 549 834 chị tên gì nhỉ? Dạ tên Mai. Chị Mai. À. Ví dụ như thế là có ai giúp đỡ cho bà để có tiền đi chữa bệnh ấy, thì người ta sẽ liên hệ trực tiếp với chị Mai. Bây giờ nếu mà cứ để về nhà là cũng nguy hiểm này. Nghe Ngọc nó giới thiệu chứ mừng quá. Rồi là lên là người ta không có cho nhập viện do không có tiền để đóng đúng không? Tiền tạm ứng liền mới cho mẹ vô lọc thận. À. Đấy là phải đóng tiền tạm ứng trước đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái này là vô là lọc thiện thận liền thì nó sẽ xẹp những cái này xuống này. Rồi từ từ nó sẽ khỏi này. Chứ không lọc thận là coi như nếu mà cứ để vậy là một thời gian ngắn là không có thời gian không nổi. Rồi thôi nay em tối em thăm mấy cũng như chia sẻ với hoàn cảnh của bác cụ á. Thì để về nếu mà có các cô chú nào mà ví dụ như thương tình giúp đỡ thì gọi sẽ gọi điện cho chị ha. Thì bây giờ em cũng có tí gọi là làm quà biếu cho bà là em thay mặt Mạnh Thường Quân đó. Biếu cho bà 1 triệu ha. À, cái này tiền này là em thay mặt cô Phương Vũ ở bên Mỹ biếu cho bà 1 triệu. Là để tạm thời mua thuốc đi. Để về em chia sẻ nếu mà được mọi người giúp thì em sẽ ghé thăm nha. Nhờ chú giúp đỡ chú. Con cũng chia sẻ hoàn cảnh của bà lên thì nếu mà được mọi người giúp thì con ghé nha. Dạ. Con gửi tiền bà. Cảm ơn chú. Tiền này là của cô Phương Vũ bên Mỹ. Dữ. Nhờ chú giúp đỡ giùm đi, tôi bệnh quá. Dạ. Dạ. Chân thưa các bạn ơi, hôm nay thì mình tới thăm bà cụ các bạn. Như các bạn thấy thì gia đình nhà bà cụ thì giống kiểu là toàn làm ve chai hết, cho nên là cái cuộc sống cũng khá là khó khăn. Đi làm ve chai thì một ngày được chứ được ví dụ 100-200 ngàn, thế thì về con cái thì đông, cho nên là cái tiền mà để đưa cho bà đi bệnh viện thì không có, mà trong cái đó thì cái bệnh của bà thì khá là nặng. Bệnh này giờ phải theo như mình nghĩ là phải vào đấy lọc thận thì may ra mới khỏi được. Cho nên là hôm nay mình cũng ghé qua cũng như xem cái hoàn cảnh của bà, cũng như chia sẻ đến quý vị và các bạn. Nếu mà có ai muốn giúp đỡ thì
có thể liên hệ trực tiếp với chị Mai để em giúp cho bà có một tí gọi là để có cái kinh phí để đi lọc thận chữa bệnh các bạn. Chứ bây giờ ví dụ như nếu mà bị như vậy mà cứ nằm ở nhà không mà không thuốc men gì thì mình nghĩ là chắc không còn thời gian lâu đâu. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau nha.